công ty cổ phần lữ hành quốc tế Thái Sơn, chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 7 năm 2010. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần lữ hành quốc tế Thái Sơn là ông Võ Hồng Sáng, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của công ty du lịch Trường Sơn thuộc tổng công ty hợp tác kinh tế QK4, phó chủ tịch chi hội lữ hành Nghệ An. Nắm bắt được lợi thế vị trí địa lý của tỉnh Nghệ An có biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, thuận lợi trong việc khai thác, tổ chức các hành trình du lịch đường bộ có các tuyến đường bộ 7A, 8A ngay từ đầu thành lập. Thái Sơn Travel tạo ra sự khác biệt với chính sách chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, gửi các cán bộ chuyên ngành sang học tiếng tại Lào và Thái Lan. Đến nay, đội ngũ nhân lực chuyên trách phục vụ tour du lịch tuyến đường bộ tuyến Lào, Thái Lan, Campuchia đảm bảo uy tín, chất lượng hướng dẫn viên và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc hợp tác cùng các đơn vị lữ hành tại các tỉnh miền Bắc và cả nước. Thái Sơn Travel chú trọng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới gắn liền với các sản phẩm du lịch truyền thống mang tính thương hiệu, áp dụng công nghệ quản trị ECRM trong việc chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu có các hoạt động hội nghị, hội chợ trong khu vực và quốc tế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour, tư vấn miễn phí tận tình các nhu cầu của du khách. Với hướng đi riêng, Thái Sơn Travel tự tin phát triển phòng điều hành du lịch trong nước, quốc tế và phòng điều hành du lịch inbound đón du khách quốc tế vào Việt Nam. Kết thúc năm 2016, Thái Sơn Travel đã đồng hành và phục vụ hơn 2.800 lượt khách du lịch trong nước, gần 1.000 lượt khách đi nước ngoài và là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam đón khách quốc tế đến từ Thái Lan với hơn 4.000 lượt khách. Thái Sơn Travel luôn phát huy tính định hướng và tích cực trong các hoạt động của chi hội lữ hành Nghệ An thuộc hiệp hội du lịch Nghệ An, tham gia chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng và phát triển đường bay thẳng Bangkok Vinh tại Thái Lan do Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch Nghệ An tổ chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2016 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016. Tham gia các chương trình khảo sát tuyến điểm miền Tây xứ Nghệ và phát triển tuyến Đông Bắc của câu lạc bộ du lịch cộng đồng CTC và là thành viên chính thức vào năm 2016. Tham gia chương trình xúc tiến hợp tác phát triển đường bộ Việt Lào, Thái Lan và các hoạt động do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch phát động. Đạt nhiều thành tích trong kết quả sản xuất kinh doanh, nhận được nhiều bằng khen của tỉnh Nghệ An, của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Sở Du lịch Nghệ An. Với thương hiệu và vị thế đã được khẳng định, Thái Sơn Travel là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành khắp mọi miền đất nước trao gửi niềm tin. Thái Sơn Travel, dịch vụ hoàn hảo, chất lượng tiên phong. Xin cảm ơn.